Đấy, mình test cho anh em một chất âm nối từ âm đi xuống đẩy thì nó sẽ nét và căng nét hơn rất nhiều. Đấy, dòng loa tép ở đây. Đấy, cảm ơn toàn thể anh em đã vào test chất âm trên xưởng loa tép chống cháy 100% ở Bắc Cạn. Đây, ghép âm đi xuống đẩy nó sẽ hay hơn rất nhiều. Những cái video hướng dẫn mình đã hướng dẫn rồi. Là mình chỉ cho anh em mà test chất âm thôi, từ đầu chí cuối thôi cái trong cái video này. Đấy, cảm ơn toàn thể anh em đã vào xem test chất âm nhá. Cái âm của đẩy của âm đi xuống đẩy. Đấy, cảm ơn toàn thể anh em đã vào xem bản tin. Chúc anh em luôn vui vẻ và có thể là liên hệ với kênh điện tử Phương Lưu để chúng ta có thể giao lưu và gửi đến nhau những cái chất âm siêu nét. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em nhá. 0973 533 269 có gì liên hệ mình nhá. Ok anh em.